Thì khi đến đây, để xin phép đầu hôn con gái của anh chị, con dâu của em đi. Xin lòng và cho phép. For the first 10 years, be gentle and compassionate. It will take at least that long to truly understand the foundation of your partner. Always, always be there for each other to defend, protect, and support. That feeling is absolutely essential to the strength of a marriage. Always do your part, and then you can relax together. Compassionate, support with emotion. Even if you do not understand the emotion, an emotion that your partner is experiencing, do your best to empathize. We all want to feel understood. Real quick, everybody say, aw yeah. Aw yeah. All right. If you don't know Andy's patented phrase, when Andy asked me to be his best man, I was just absolutely honored. I realized that Andy is just he's a great human being. While I was living there, even though it was a tough time, just being around Andy, you can't be in a bad mood around this guy. Because he's just, you're one of the best people I've ever met. And over the course of the next 6 months, when I lived in this place, I met some of the best friends of my life, people in this room. And just so happy. And it just got me out of this funk, and my life changed and everything. Con và Hồng Anh dính nhau từ những ngày con học mẫu giáo. Con nhớ ngày nào khoe nhau phiếu bé ngoan, cho đến những ngày lửa trại cấp 3, rồi cùng nhau đi du học ở Mỹ. Cùng nhau dự tốt nghiệp, bao nhiêu sự nghiệp quan trọng trong đời. Con luôn cảm ơn và hạnh phúc vì Hồng Anh luôn đồng hành cùng với con. Ai đã từng tiếp xúc với Hồng Anh hẳn cũng biết Hồng Anh là người rất thông minh, ân cần và chu đáo, nhưng lại không có tính hài hước. Nhưng sau một thời gian quen Andy, Hồng Anh trở nên hài hước hơn. Mong rằng Hồng Anh và Andy sẽ mãi là một đôi bù trừ cho nhau. Kính thưa má, hôm nay là ngày đặc biệt của gia đình đỏ của con. Chúng con rất vui. Cảm ơn má đã có mặt tại giây phút này để chứng kiến lễ cưới mà
cháu nội đầu tiên của má. Andy, chào anh. Chúng con đã đến với nhau với tình cảm chân thành. Các con nên quan tâm lẫn nhau, chấp nhận những sự khác biệt của nhau. Vì trong hôn nhân, bố mẹ nghĩ rằng sự chân thành, biết nghĩ cho nhau trong mọi hoàn cảnh là điều quan trọng nhất. Và chúng con hãy xây dựng một gia đình nhỏ thật hạnh phúc. Kể từ giây phút đặc biệt này, với tất cả yêu thương của mẹ, đón nhận anh Minh là con. What is it that you like about her? I mean, he was dating this girl, and he just looked at me and said, she makes me a better person. Knowing you guys, it's been life-changing. I want to say congratulations. Thank you so much for letting me be a part of this and letting me be a part of everybody here that I know and the people that I've met. Andy, Hồng Anh, hai con hôm nay đủ lớn, đủ chín chắn. Qua những câu chuyện chia sẻ, bố hy vọng hai con đi suốt cuộc đời. Chúc hai con hạnh phúc. Last but not least, I wish you both a lifetime of happiness, understanding and joy. I can't wait to see the kind of adventure you guys will get up the next couple years. I was lost within the darkness.